bà mệt bà quá bà hẳn đứng lên, thế ngồi gì đâu mà người ta kêu vậy là có khi bà giống tôi đi, hai đứa bị đê đi gì. Chị thấy em không thấy? Hello Quỳnh Ly, không, Quỳnh Linh. Anh không thấy em. Ừ em lẹ quá, em chậm một tí nữa mới được đấy. Về chung nhà chưa anh chị? Về chung nhà chưa? Thì đấy hai chúng tôi là một nhà rồi, còn nhà gì thì không biết. Em ủng hộ mạnh. Ủng hộ cái gì? Tìm Chị đi hiểu Úc sang với bỏ anh Dương rồi. Hello anh chị, lại là em đây. Ừ hello Minh 17. gì. Cái Ồ, này đang gì vậy? Lifestyle bạn tặng quà. Ồ dễ thương Bạn quá nào cái gì? Có người hỏi là chị ơi tìm hiểu thì có nên tìm hiểu nhiều người không? ha. Ừ tìm hiểu thì nên tìm hiểu nhiều người, tại vì khi mà mình quen mình yêu thì yêu một người thôi, còn mình tìm hiểu nhiều người thì mình mới biết là mình hợp với người nào, hiểu không? Ừ, đấy nên là như vậy, chị là chị vậy đấy, còn yêu thì yêu một thôi mọi người. Ừ. Yêu nhiều người nó quýnh bỏ mồm chết Chị đi Úc với trời, ai? tặng chiếc sầu riêng luôn kìa, ghê chưa. Chị Lucy đi Úc với gia đình. Ừ, chị đi Úc với gia đình mọi người ạ. Chị đi định cư luôn, bỏ bác này nhà luôn. Gì vậy chứ? Bỏ đi. Nói gì thôi, yêu lắm cơ. Vâng. Anh Dương để tóc cũ đẹp hơn. Ôi nhiều người nói lắm. Hôm qua hai cái viên cũng nói thế mọi người ạ. Thì nói chung À, là tóc hư rồi thì đổi tóc thôi. tại vì tóc tôi nhuộm nên là bây giờ mà vẫn để tóc dài như thế, mỗi lần vuốt keo là nó hơi bết đấy, đây là tâm sự thật, mỗi lần vuốt tóc là nó hơi bết, nhưng mà cái tóc tẩy không vuốt thì trông nó rất là mắc cười, nên là tôi bết nó hơi bết tôi không chịu được nên tôi cắt. Ừ. Chị gọi cho chị Ninh Dương Lan Ngọc đi chị. Ừ hôm nào gọi nhé. Chị Ninh Dương Lan Ngọc chứ là đang bên Thái rồi mọi người ạ. À. Thế là đi Thái, thế là đi chụp hình hay gì đấy. Em thấy thế đẹp hơn. Chị tên thật là gì ạ? À? Nguyễn Thị Phương Dung. Dùn Dung quá bạn. Nguyễn Thị Phân Dung. Nguyễn Thị Phương Dung. Rồi chị có xài Mỹ với Lan Ngọc không? Chị có đi Mỹ? Chị không. Chị không có đi Mỹ. Chị có hẹn với nhau đi Yêu là đâu. đi Bali hay đi Indo gì á mọi người, nhưng mà để coi lịch, tại lịch lúc đó đang có lịch đi chơi với Dương. Chị Ngọc về rồi á chị. À thế à, Đừng đã có không khi nào tay cầm tay thương mà thương Dương hát sao là coi chúng Dương là một người mong bỏ đi mãi, đó. ai biết ra sao người có đi xa tận phương trời. Sắp tới em có đặt áo ở Maxi Mai. Anh chị đẹp quá, chị đẹp quá. Ô cảm ơn em. Cảm ơn. Ôi Lucy ơi, Sao ăn này mỏng luôn á. mở ra ngủ hả? Ừ, ăn rau. Thôi hai anh thấy là rất 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 là vui vẻ rồi, thế là cảm ơn Vô mọi người. lấy món hoa của em mọi người cái. Xong rồi mình bye bye mọi người đi ngủ đó.